Thưa quý vị, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 4.600 tàu thuyền. Trong số này có hơn 1.000 tàu cá trên 6 mét, chưa đăng ký đăng kiểm, chưa có giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm và chưa có giấy phép khai thác. Cùng với giải pháp tháo gỡ tàu cá 30, không đăng ký, không đăng kiểm và không giấy phép khai thác, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông đang thí điểm gắn camera tầm cao ở các cảng cá để tăng cường công tác quản lý tàu ra vào cảng và giám sát sản lượng hải sản bốc dỡ qua cảng, phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu. Việc thí điểm được thực hiện ở cảng Cát Lỡ, thành phố Vũng Tàu và cảng Tân Phước, huyện Long Điền. Nếu hiệu quả sẽ nhân rộng ra các cảng khác. Sở Thông tin Truyền thông được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xây dựng phần mềm quản lý hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh, tiến tới số hóa toàn bộ hoạt động các khâu từ khai báo nhật ký điện tử, sản lượng hải sản qua các cảng đến công tác giám sát hoạt động của đội tàu cá trên biển. Hệ thống phần mềm quản lý của tỉnh sẽ tích hợp thống nhất dữ liệu với hệ thống phần mềm ngày cá quốc gia, bảo đảm công tác quản lý đội tàu, sản lượng khai thác và bốc dỡ qua cảng, sản lượng xuất khẩu theo các quy định IUU được minh bạch rõ ràng và chuẩn xác, với mục tiêu cuối cùng không chỉ để gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC mà còn hướng tới một nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.